cho cả nhà mình xem. Căn nhà vừa đổ xuống, mọi người dọn ra vứt đây. Đấy. Căn nhà ở trên này chỉ này thôi. Mốc cây là ở lâu, vài năm chôn xuống dưới đất là nó sẽ mục. Đây, đổ hết. May là người không sao. Còn khu này là củi của hàng xóm thôi. Đấy. Cây này. Nhà đổ hay như này thì đây mục mọt hết cái này thì đổ là đúng rồi. Cây như này mọt hết này. Cả nhà xem lỗ đây nhỉ, cái lỗ đây là lỗ con mọt. Con kiến mọt nó chui nó cắn này. Đây. Mày xem đây. Đang gấy như này mà. Cây này là cây non, cây tre non mà đào xuống dưới đất ấy, chôn ấy, một khoảng thời gian nó sẽ bị ẩm ướt, mốc, gió mà ở trên đè những cái cây này ở trên lợp ở trên này nó đè nặng xuống, chỉ cần một chút gió nhẹ nhẹ thôi là căn nhà sẽ biến mất ngay. Đó. Đây này, đây, dễ dàng như này mà. Rất là dễ đổ luôn cả nhà. Như cái cây như này này, chỉ cần một chút nhỏ gió thôi. Đấy, chôn khoảng này, từ đây, từ đây xuống chôn xuống dưới đất. Đấy, mọt, mỗi mọt nó cắn này này. Đó. Cả nhà không biết xem gió hay mình sẽ quay bằng điện thoại. Hôm nay cũng vô tình mình vào đây cũng vào cùng anh Giang, anh bạn trai bản nữa. Và trong này thì nghe tin là báo thư, bí thư già nói là ô trong làng là có. Xin chào mọi người. Em già xin chào tất cả bác ở trên kênh Hoa Vlog. Hiện tại thì em già đang ở thôn mình. Đấy, thực sự là cái thôn mình là cũng là được rất là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ rồi. Nhưng mà không may đó là cái nhà của em trai ở trong thôn ấy là cái nhà hôm qua mới đổ. Hôm nay thì có em Hoa Vĩ Đốc vào đây thì không thể vai chia sẻ cho mọi người cùng biết ấy. Đổ là em ạ, hôm qua do đổ là cái cột ấy và những bụi mục nào không anh, mục và tiếng cám ở dưới chân này đổ hết rồi mọi người ạ. Chôn cột, chôn cột xong là kiếm cám ở trong cột. Vâng, mới hỏng hết không à, hôm qua mới đổ cái cột này là hỏng hết rồi. Và ra đây thì bà con cũng với một phần là một nửa rồi. Vâng, ôi anh ạ, cái này nó bị, đây cho mọi người xem này, cái này nó bị gấy hết đây này. Cái này là tại lâu quá mục nên là nó bị gấy. Ở chỗ này này, cái này mục cột tránh luôn, cột chính luôn. Vâng. Một hết rồi. Một gấy là trước là cái chế B thành đất hết rồi. Thành đất hết rồi. Cái này đổ lâu chưa anh nhỉ? Đổ từ hôm qua. Từ hôm qua à? Thế này là hôm qua đổ, tối hôm qua hay là ngày hôm qua? Tối hôm qua đổ, thế nào? Thế may quá lại sao? Vâng. Ra ngoài. May người là không bị sao nhở? May người là kịp chạy ra, đây là đây mái nhà đây này. Mái nhà này là cổ tranh, cổ danh gì đấy nhở? Danh, lợp đấy nhưng mà. Cái nhà là cột trụ là không sao. Cột trụ thì dứa là không may không sao. Nhưng mà cũng may là người không bị sao nhá, đây. À, khu này là khu mục hết rồi. Đâu là anh chủ nhà đâu? À, anh chủ nhà đây à? À. À. À, anh cũng là một côi từ nhỏ. Bố mất rồi còn mẹ thôi. À, bố mất còn mẹ. Thế là nhà của anh đây. Tối hôm qua là mấy giờ là nhà bị đổ anh? Một giờ đêm. Thì may người, may là người không sao. Thế cái chân cột này còn nguyên vẹn. Ghê nhở. Đấy, nhà nó bị đổ thật. Cái này không phải đổ, bị gãy này, cái nó lâu quá nó mục rồi. Cái này không phải kêu gọi nhiều, nhưng mà rất là mong muốn là chia sẻ cho các bác xem ở tất cả các kênh của anh em ấy.
Và nói chung là cũng chia sẻ cho quý vị khán giả được biết một cái hoạt cảnh này thôi. Đó. Qua là nhà bị đổ. Thì anh gia đình anh có mấy người? Vợ. Ba trai. Ba con trai. À, anh có vợ chưa? Anh có vợ chưa? Anh có vợ chưa? Chưa à? Em chưa có. À chưa có vợ à? À có nghĩa là ba anh em thôi. Vợ ba anh em. Thế anh đâu? Anh trai. À đây anh trai đây à? Thế còn em trai đâu? Ở nhà. À. Cắt cỏ. À cắt cỏ. Đây là ba anh em. Ba anh em trai. Qua là ba anh em trai ngủ với nhau như thế nào mà để gáy sập cả nhà xuống. Khổ quá. Khổ nhờ. Gáy hết cả cột nhà. Đó. Đây xung quanh đây là nhà của xóm. À, xóm bên này. Cây này cũng bị kiểu lâu nó mục hết rồi này. À làm được 3 năm rồi à? 3 năm thì để như này chứ. Thế anh sinh năm bao nhiêu, lấy vợ chưa? Vâng. À có vợ rồi. Năm nay bao tuổi rồi anh? 26 tuổi. À 26 tuổi à? 96 đúng không? Bằng tuổi em đấy. Sao bằng tuổi em? Thế có mấy cháu rồi anh? Có 2 rồi. 2 à? 2 tuổi. Thế con đâu rồi? Cháu đâu rồi? Đi nhà anh rồi. À nhà đổ xong rồi đi sang nhà anh ở nhờ. Có nghĩa là cái căn nhà này là nhà của anh tên gì nhỉ? Anh Lử ạ? Già Mỹ Lử. Nhà bị đổ xong rồi bây giờ là hôm nay là sáng nay là đã sang nhà bác ở nhờ rồi. Bây giờ là ngổn ngang cột xong rồi mái nhà đây mọi người ạ. Đây chính là mái nhà của anh Lử. Đấy. Xá. 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 Đây. Đây cái nhìn là cái này dễ cháy lắm. Cái này một phát là coi như là hết cả mái nhà luôn chứ. Đó. Cái này một phát là mái nhà này đi hết luôn. Thế bình thường là bếp núc ở chỗ nào? Ở chỗ này. À đây. Khu này này đúng không? Chỗ có dân này. Ờ. Khu này khu bếp núc. Bếp núc này. Phát xuống này. Cái này nhóm bếp cũng rất phải cẩn thận, không thì một phát là đi hết ở nhà luôn. Thế em này tên gì? Xá. Xá à? Xá. Xá. Em sinh năm bao nhiêu? Anh nhìn, ôi cái này đâu? Anh xem nào. Có cái lắc tay chất nhờ, xịn nhờ. Lấy chất nhỏ là hay bị ốm. À, hay bị ốm nên đeo cái này vào á? Thế này ai làm cho? Đi mua ra chợ. Ra chợ mua. Ra chợ mua cái này đeo vào là khỏi ốm luôn à? Ừ. Ôi. À. Rồi nhờ. Thế cái chắc chắn là phải vàng à bạc không? Không. Ừ, cái này là cái gì, nhựa à vàng hay là bạc hay là cái gì? Hay là inox? Hay là đồng? Đồng á? Cái chắc là cái này đồng đúng không? À. Ô nhờ. Mua chứ. Đuổi kịp ông đâu. Hôm nay là mình cùng bạn trai bạn đây. Anh Sa Trường Giang nữa. Cùng nhau vào. Anh Giang ở bên kia. Mấy anh em này cùng nhau xem. Đây, gáy này. Gáy cột này này. Gáy cột này nó gáy này. Đồ. Anh nhà ở đâu anh? Ông anh là nhà đâu? Nhà đấy, anh nhà. À, anh nhà đây à? Nhà anh. À. Anh có mấy cháu rồi? Không có, không có đấy. Anh không có con á? Không có. Anh năm nay bao tuổi? Con vợ nên phải có vợ năm mà con hay vợ chồng chứ không có nên không có chồng. À. Anh năm nay bao tuổi rồi? 42 tuổi. 42 tuổi. À. Thế vợ anh đâu? Hả? Vợ. À vợ đi làm rồi à? Ờ vợ đi làm rồi. À. Thế anh không có con anh thấy buồn không? Không có con. À. Không có con.
42 tuổi nhưng mà cũng chưa có con. Vợ là 43 tuổi. Vợ 43, vợ thì hơn anh 1 tuổi. Vâng. Thế vườn nhà anh gần đây không? Hả? Vườn nhà anh có gần đây không? Vườn ở xa hết này ạ. Ở xa hết à? Cái đoạn ngoài ngoài. À vâng. Mà đấy là trong gia đình là ở nhờ nhà của anh trai. À. Ở nhà mình. À. Đấy, nhà anh trai không, nhà anh trai bảo là không phải anh trai, anh họ hàng hàng xóm. À anh họ hàng hàng xóm. Tạo điều kiện bảo là quên một cô quá, mà cho em trai hàng xóm là ở nhờ. Ừ. Về cho nó mở được. Em đứng đây này, đứng đây, đứng về đây này. Ở nhờ. À. Ngoài việc cho nó thì hôm qua thì mới nhận được nhờ. Hôm nay em đi thu lái chứ. À. Không để ý là thôn mình lại có cái trường hợp là em trai hàng xóm là bị đổ nhà. Ừ. Thế mới điện lại cho các anh bảo là ôi chắc là không đi làm được rồi, bởi trong nhà là có hàng xóm là bị đổ. Vâng. Tôi xin phép là nghỉ một buổi. Vâng. Đấy thật sự là không ngờ mà. Không ngờ. Nói chung là cái này nhà đổ thì chả ai mong muốn đâu, nó là cái hoàn cảnh. Vâng. Cái sự cố. Thằng đệ này không sao. Nói chung là cũng là sự cố gia đình. Hàng xóm nói chung là đây nhìn nó bị như thế này thì xem như nào giúp đỡ được, phần nào thì giúp đỡ thôi. Vâng, vâng, đấy. Chứ nhà đủ thì chả ai mong muốn đâu. Vâng, vì đây làm cây gỗ như này thì lâu này nó mục, 2-3 năm là nó mục hết. Đúng là rồi. Nó gấy nó đổ lúc nào cũng không biết đâu. Đúng rồi. May là người không sao là cũng may rồi ấy. Vâng, vâng. Bởi vì anh em cũng là một cô từ nhỏ ấy. Vâng. Một cô từ nhỏ không có đất, không có, à không có chỗ làm nhà. Không chỗ làm nhà. Là đất ở dưới này này nhưng mà tả ly cao quá. À tả ly cao. Vâng. Đấy, mọi người xem dưới này nó rất cao dốc. Vâng. Dốc như này thì để mà làm một cái nền nhà rất là khó khăn. Vâng. Đấy phải ở nhờ ngay chỗ này này. Vâng. Đây anh hàng xóm ở đây hộ đây này, đây các anh hàng xóm ở đây hộ ở dớ xuống. Vâng. Đổ xuống rồi nhặt hết đồ ra ngoài. Mệt nhỉ, khá vất vả. Nói chung là cũng thông qua clip vào đây hôm nay là mình cũng vào nhà anh Bí Thư Già và anh Sương Giang nữa cùng vào chơi. Thì nghe tin là có nhà đổ thì mình cũng lên đây chia sẻ lên cho mọi người khán giả trên kênh. Thì có thể là mọi người xem clip này thấy được hoàn cảnh vất vả như nào thì chia sẻ để giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình đây. Em xa cũng muốn là giúp anh em có là đỡ một phần nào thì hai phần đấy. Nhưng mà quá khổ cho em già đó là em già không có khả năng ở đấy để gia đình, cho nên em già mới muốn là chia sẻ với các anh để cô bác nào mà có được ở cái kênh của anh Hoàng Hoa Blog để anh ạ. Đúng rồi, Hoa Blog. Mong là quý bác già nhìn thấy cảnh thì có thể chia sẻ là giúp em Hoàng là đang canh và chia sẻ cho nhiều bác, nhiều mẹ thường quân để hỗ trợ cho gia đình. Vâng. Chúc nào thì hai chút đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng. Vâng, bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây để mọi người dọn hết cái này đi xem nhá. Vâng, vâng. Chào mọi người nhá. Hẹn mọi người trong những clip tiếp theo của mình. Đang gấy như này mà. Cây này là cây non, cây tre non mà đào xuống dưới đất ấy, chôn ấy, một khoảng thời gian nó sẽ bị ẩm ướt, mốc, gió mà ở trên đè những cái cây này, ở trên lợp ở trên này nó đè nặng xuống, chỉ cần một chút gió nhẹ nhẹ thôi là căn nhà sẽ biến mất ngay. Đó. Đây này. Đây. Dễ dàng như này mà. Rất là dễ đổ luôn cả nhà. Những cái cây như này này, chỉ cần một chút nhỏ gió thôi. Đấy, chôn khoảng này, từ đây xuống, chôn xuống dưới đất. Đấy, mọt. Mỗi mọt nó cắn này này. Đó. Cả nhà không biết xem gió, mình sẽ quay bằng điện thoại. Hôm nay cũng vô tình mình vào đây cũng vào cùng anh Giang, anh bạn trai bản nữa. Ở trong này thì nghe tin là báo Bí Thư Già nói là ô trong làng là có người có gia đình là nhà bị đổ. Nên là mình cũng vào đây để chia sẻ cho quý vị khán giả của kênh Hoa Vlog. Cho mọi người
biết được cái hoàn cảnh lá lành đùm lá rách. Mình cũng xin được nói một lời gọi là kêu gọi có những hoàn cảnh, những mạnh thường quân cũng như là quý vị khán giả nào mà có lòng hảo tâm thì có thể giúp được một phần nào đó thì liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên phần mô tả đó. Nhà ở đây cũng rất là đơn sơ, trên này thì nương nhìn là mặt là đập vào nương luôn, đây trên này rất cao. Thế mọi người là đang làm một chút cơm vì hàng xóm này cũng hộ dọn cái nhà đổ này ra ngoài nên là cũng làm một chút cơm ăn uống ở bên trong này.